Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung phim Đấu La Đại Lục. Sau nhiều ngày chuẩn bị thì đại quân Thiên Đấu Đế Quốc lại lần nữa trận hình vô cùng hoành tráng, chống trận và kèn vang lên liên hồi. Lần này quân số còn đông đảo hơn, lần trước đám người Liễu Nhị Long và Phất Lan Đức vì chấp hành nhiệm vụ hậu cần bỏ qua đại chiến trên bình nguyên Lập Mã. Lần này thì bọn họ cũng có dịp bón hành cho đám người Vũ Hồn Đế Quốc rồi. Rất nhanh sau đó, mấy chiếc máy phóng tên cũng được mang ra, tất cả đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Tuyết Băng đứng lên phát biểu, trận trước quân ta đã có được thắng lợi sơ bộ, lần này nhất định phải thừa thế xông lên đánh hạ Sa Lăng Quan. Quân ta sĩ khí đang hoang máu, lại có hắn tự mình đến đây tốc chiến, cho nên trận này Thiên Đấu tất thắng. Đường Tam tiến lên phía trước, sau đó lấy ra hai thần tam sao kích hô hào sĩ khí. Holina đứng trên cao nhận định, so với lần trước thì trận hình lần này của Thiên Đấu Đế Quốc đã có thay đổi cực lớn. Bọn họ để cho sử lè khắc thất quái, hoàng kim thiết tam sắc và mấy tên phong hào đấu la sắp xếp ở tuyến đầu. Đơn giản vì họ muốn lần nữa mượn sức mạnh của hải thần tam sao kích phá vỡ tường thành Gia Lăng Quan. Sau đó dẫn đại quân đánh thẳng vào trong, cường giả hồn sư tất nhiên rất mạnh. Vậy nhưng, hai quân giao chiến cũng không chỉ là quyết đấu giữa hồn sư. Nàng lập tức ra lệnh cho tất cả phong hào đấu la và hồn đấu la trên thành chờ lệnh. Tướng sĩ thủ thành nghe mệnh lệnh của nàng để bắn tên. Ngay sau khi có hiệu lệnh, bọn họ liền phát động cơ quan, bắn ra vô số mũi tên hướng về đám người Thiên Đấu Đế Quốc. Tên bắn ra như mưa, vậy nhưng phía Thiên Đấu Đế Quốc cũng không phải dạng ăn chay. Các đệ tử mẫn đường của đường môn lập tức dùng hàng phòng ngự ngăn chặn hết mũi tên. Holina thấy vậy vẫn tự tin, nàng cho rằng trận hình của bọn họ đầu nặng chân nhẹ, chỉ dồn vào mũi tấn công mà hồn sư hệ phòng ngự chỉ có một mình ngự đường. Chỉ cần Vũ Hồn Đế Quốc chiếm tiên cơ thì thế công của bọn họ sẽ bị sụp đổ. Nhận ra sự bất ổn, các thành viên trong sử lè khắc thất quái lập tức lao lên trợ giúp. Họ chủ động lao ra trước màn mưa đạn ngăn cản, giải tỏa áp lực cho đội phòng ngự. Đường Tam cũng không đứng một chỗ quan sát nữa, hắn lao lên, đồng thời không quên khen ngợi Hồ Liệt Na lĩnh quân điều hành rất có đường lối. Vậy nhưng hắn vẫn muốn nhắc nhở nàng một câu, đứng trước sức mạnh, tất cả mọi thứ đều vô nghĩa. Khi khoảng cách đã đủ gần, hắn liền lao lên đến trước mặt đám người Vũ Hồn Đế Quốc. Vinh Vinh thấy vậy, liền nhanh chóng phụ trợ giúp hắn gia tăng thực lực rồi ngưng tụ chuẩn bị một kích vào tường thành Gia Lăng Quan. Holina dường như cũng đã tính trước được điều này, Đường Tam vì phát động hai thần tam so kích nên đã cách xa với đại quân Thiên Đấu. Nàng ra lệnh cho tất cả phong hào đấu la và hồn đấu la về công Đường Tam. Đường Tam vẫn không sợ, nếu không sợ chết thì cứ đến đây. Dứt lời, hắn liền ném ra thần khí thẳng vào mặt đám cao thủ Vũ Hồn Đế Quốc đang lao tới. Tuy lấy một địch nhiều vậy nhưng chỉ với một chiêu đã khiến cả đám ăn hành ngập mồm. Tường thành cũng bị một kích đánh thủng. Tông chủ của Hỏa Báo Tông liền hạ lệnh che chắn vết nứt lại, rất nhiều tấm khiên nhanh chóng được dựng ra. Đường Tam hút lấy tam sao kích rồi tiếp tục tung ra thêm một đòn nữa vào những tấm khiên mới dựng ra kia. Tuy nhiên còn chưa kịp vài chạm thì đã bị một nguồn lực lượng màu tím ngăn lại. Người có thể làm chuyện đó không ai khác ngoài Bì Bì Đông. Dư chấn cuộc giằng co lan ra xung quanh khiến ai nấy đều khó đứng vững. Bì Bì Đông vừa ngăn cản vừa hấp thu tinh thần lực và sinh mệnh của Thác Bạt Hy. Trong lúc hai người đang giằng co thì đại sư lại chơi bài mỹ nam kế, một mình một ngựa đi thẳng vào đồn để khuyên ngăn. Tất nhiên là những lời khuyên này không có quá nhiều tác dụng. Nàng cho rằng mỗi thứ bản thân mình làm đều là thiên đạo, Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc ngày càng suy yếu. Hai nước chinh chiến không ngừng, dân chúng lầm than. Từ xưa đã có câu, không tài đức, nhượng người tài đức. Chỉ bằng do toàn bộ đấu la cho nàng làm chủ, chỉ có nàng mới có năng lực thống nhất đại lục không còn chiến tranh, thiên hạ thái bình. Ngọc Tiểu Cương lập tức phản bác, những điều nàng nói và làm là hoàn toàn không giống nhau. Thứ mấy thấy là Vũ Hồn Đế Quốc dã man bành trướng, sát phạt không ngừng. Cả đại lục sinh linh đổ thán, bách tính lưu lạc trôi giạt khắp nơi. Rốt cuộc là Vũ Hồn Đế Quốc thống nhất đại lục là vì cứu vớt bá tánh, muôn dân hay là vì thỏa mãn dục vọng của bản thân? Bì Bì Đồng nhất quyết không nghe, đó là cái giá để đi tới hòa bình vĩnh viễn. Bách tính chết đi của hai đại đế quốc là nền tảng của hòa bình, bọn họ nên cảm thấy vinh hạnh. Thắng làm vua, thua làm giặc, chỉ có như vậy mà thôi, không thể khuyên ngăn nên đại sư đành phải quay xe. Đường Tam thu hồi tam sao kích rồi tuyên bố, Gia Lăng Quan vốn thuộc về Thiên Đấu Đế Quốc, phàm là kẻ ngăn cản hắn đoạt lại mảnh đất này đều sẽ giết không tham. Bì Bì Đồng thêm giận dữ, lẽ ra lần trước nàng nên cưỡng ép lấy đi hai thần tam sao kích, chứ không phải lấy nó ra để dụ Đường Tam đến. Nàng lớn tiếng ra lệnh cho mọi người, phàm là kẻ xâm chiếm thì giết bất luận tội. Lời vừa mới dứt thì Đường Tam đã động thủ, vì quá bất ngờ nên không kịp tránh né. Holina thấy sư phụ gặp nguy hiểm liền lao tới giải vây, cũng may là không bị đánh trúng, chỉ là thân thể đã bị uy lực đánh trọng thương. Tường thành sau khi hứng chịu một chiêu vừa rồi cũng bị đánh mở thành một lỗ hổng. Điều này làm cho đám người Tuyết Băng vô cùng vui mừng. Qua Long lập tức ra lệnh các tướng sĩ tiến lên công kích. Với khí thế hùng hổ, cả đám nhanh chóng lao lên, quyết tâm lấy lại Gia Lăng Quan. Đứng chờ bọn họ là vài chiếc nỏ đã lên sẵn cung tên, chuẩn bị phát động bất cứ lúc nào. Vậy nhưng quân đội của Thiên Đấu lại không vì điều này mà dừng lại.
Đường Tam thấy vậy vui mừng, sĩ khí quân ta dâng cao, nếu có thể duy trì được sĩ khí này thì trận chiến chắc chắn thắng lợi. Quân Thiên Đấu như ổng vỗ tổ, một mực lao tới như vũ bão. Holina đáp lại bằng cách hạ lệnh cho binh lính bắn tên, tiến vô số người về đất mẹ. Các cường giả hồn sư thì tung vũ hồn công kích từ xa. Quân Thiên Đấu Đế Quốc cũng tung ra hỏa lực đáp trả, đôi bên giằng co kịch liệt, trận chiến vô cùng thảm khốc, chết nằm xuống như rơm rạ. Tuy nhiên vì là phe thủ thành nên đám người vũ hồn đế quốc tạm thời chiếm được ưu thế. Trong thời gian ngắn, khó phân thắng bại, ngoài binh lính giao chiến thì các hồn sư cũng lao ra chọn cho mình một đối thủ. Chưa dừng ở đó, đám người vũ hồn đế quốc còn đem ra mấy con hồn thú khổng lồ. Nó đứng ra chặn trước cửa thành, chỉ phun một mồi lửa đã dễ dàng diệt sạch những người đang lăm le tiến lại gần. Liễu Nhị Long thấy vậy tức giận, nàng sẽ cho bọn chúng biết thế nào mới là hòa lòng. Liễu Nhị Long dùng dao vũ hồn từng bước diệt sạch đám tú hồn kia. Chứng kiến quân ta từng bước bị chèn ép, Holina gấp rút yêu cầu ngăn chặn quân tiên phong của Thiên Đấu Đế Quốc lại, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng qua sông. Cách của nàng ta là hủy đi cây cầu. Trong lúc trận chiến đang căng thẳng thì tập phim lại hết rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, mời mọi người đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!